Bão Trà My vẫn đang giữ cường độ cấp 9 giật cấp 11 và dự kiến là chiều tối nay sẽ đi vào biển Đông. Dự báo là bão sẽ liên tục đổi hướng từ hướng tây sang tây tây bắc rồi lại đổi tây, sau đó lại đổi sang tây tây nam. Cường độ bão sẽ mạnh lên và đến 13 giờ chủ nhật có thể mạnh cấp 11 cấp 12 giật cấp 15, tức là sức gió mạnh nhất lên tới 180 km/h. Cảnh báo vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới là từ vĩ tuyến 15 đến 19,5 độ vĩ bắc và phía đông kinh tuyến 115,5 độ kinh đông, gồm phía đông của Bắc Biển Đông, ngoài ra vùng biển phía tây của Bắc Biển Đông gồm có huyện đảo Hoàng Sa cũng có gió mạnh cấp 6 cấp 7, giật cấp 8 cấp 9 biển động mạnh. Vùng biển Quảng Trị tới Khánh Hòa, phía nam của giữa biển Đông và phía đông của Nam Biển Đông, gió cấp 5 cấp 6, giật cấp 7 cấp 8 biển động.